Nay xin giới thiệu với quý vị là đi sẽ đi chợ chợ Hoa và chợ ở khu đô thị Phú Cường. Hiện là Lâm đang đứng ở khu đô thị Phú Cường nè quý vị. Đây là các loại về quýt hay là tắc nè quý vị. Đây là cái trang hàng về quà. Cái này mình đã đọc. Lấy để còn lắm. Có rất là nhiều loại hoa, các bà con ở Sa Đéc rồi ở trong tỉnh Kiên Giang bước các mặt bằng để mà mua bán trong cái dịp Tết này nữa quý vị. Đây là khu Phú Gia của Phú Cường cho quý vị. Ở dưới dọc hai bờ kinh dọc cái kinh nhỏ này nè quý vị thấy đó là có chân những cái loại bông ở phía dưới. Còn đây là những cái chậu mai nè quý vị, rất là nhiều. Dạ. Ở đây là có rất là nhiều chậu mai rất là đẹp quý vị, những cái gốc mai. Và nhiều bà con cũng đang di chuyển để mà phục vụ trong việc mua bán nè quý vị. Đây có những cái chậu rất là xưa rồi. Trời ơi trời. Đây là những cái chậu mà có hình con gà nữa quý vị. Đây là khu chợ Hoa Xuân diễn ra từ ngày 26 tháng 1 2018 đến ngày 15 tháng 2 2018 đó quý vị. Lại đây chúng ta có thể tham quan rồi chiêm ngưỡng các loại cây cảnh, các loại bông, cũng có thể đồng thời có thể mua về để mà chúng ta trưng. Ở đây có bưởi nữa nè. Ở đây có màu gà. Các loại bông cúc nè quý vị, rất là nhiều.
thông leo nè quý vị. Ê quý vị, có rất là nhiều những cái loại cây, những loại bông khác nhau. Ở đây thì là một cái địa điểm để mà các bạn trẻ lại chụp hình đó quý vị. Ở đây có rất là nhiều khu có thể trưng bày để mà có thể mua bán rồi. À, ở phía trước đó là có một cái sân khấu để đang được dựng lên đó quý vị. Năm nay thì mình không có đi chụp hình được rồi, nó hơi lu bu một chút. Ở đây toàn là những cây mai nè quý vị. Khu đây là chân mai là chủ yếu. Bên kia đó là các loại tắc, bông cúc, phai luôn quý vị. Các loại chậu bông để trưng cũng rất là phong phú. Ủa cô mình ở đâu lại bán cô ha? Ở đây. À ở Gạch Giá luôn. Dạ. Đây là các loại hoa. Ở đây có cây mai rất là cổ nè quý vị. Cây này được khoảng 20 năm chưa anh ha? Đó ai? Đó tôi hỏi cho máy. Ủa chủ của cái cây chủ đó. Nói à, ủa anh cây này được khoảng 20 năm chưa anh? Đó. Cây này được khoảng 20 năm chưa? Đó, à, dạ. Mình ở đâu lại bán anh ha? Hòn Đất. À cũng gần đây. Thị trấn Hòn Đất. Quay trực tiếp luôn. Dạ không, cái này quay về làm lại anh. Chứ đây có rất là nhiều loại mai quý vị, chân rất là nhiều. Ở đây là những cây tắc. Ủa chú mình đó ở đâu lại bán chú? Bến Tre. À Bến Tre. À vậy là bữa nay còn hỏi nãy giờ là có ở Sa Đéc nè, Hòn Đất, Bến Tre các tỉnh lại bán.
Ủa năm rồi mình có bán ở đường Trần Quang Khải không chú? À vậy là năm nay chuyển qua đây. Ở đây có các loại hoa mồng gà rồi hoa cúc nè quý vị. Đây là các loại hoa rất là nhiều. Cúc đại đó rồi cúc thường nè quý vị, nhiều lắm. Mắc đi công chuyện dữ lắm. Đồ mẹ năm nay trồng này nữa đấy ha. Quá đẹp quá. Đẹp quá cô ơi. Giật con quay. Quay phim đấy ha. Dạ. Wow, các loại ớt nè quý vị. Năm nay trồng mấy sợi bông? Cô cái này mình ở đâu lại cô ha? À Bến Tre. Vậy là nãy giờ có hai bác ở Bến Tre lại. Ở trước đây là có rất là nhiều các bạn đang chụp ảnh nè quý vị. Các gian hàng của công ty Viettel cũng có ở đây. Có rất là nhiều loại hoa cúc rồi bông nhãn thọ nữa nè quý vị. Ồ, có những đôi bông quá trời đẹp rồi quý vị. Rất đẹp, ở đây chụp hình rất là... rất là khổng lồ quý vị, đây. Còn đây là những cái chậu bông nhãn thọ nè quý vị. Và bông cúc, để đó. Ủa bác ơi là mình ở đâu lại rồi bác? Tôi Bến Tre lại. À Bến Tre vậy nào? Bến Tre năm nay cũng lại là nhiều. Bến Tre. Cô ấy cũng ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Ở năm rồi giờ bác có bán ở bên đường Trần Quang Khải không? Có. À vậy năm nay bán. Bán này. Đây bác. Đang quá. Dạ. Dạ. Tại bông quá trời đẹp nên nó lên hình lắm bác ơi. Dạ. Ở đây còn những cái khu trống thì từ từ sẽ được lấp đầy luôn. Tại vì đã có chủ đặt rồi nhưng mà chưa có lên hàng đó quý vị. Ở đây có rất là nhiều cái loại cúc và bông nhãn thọ, các loại hoa Tết ở đây rất là đẹp đó quý vị. Đẹp quá trời. Wow.
Ủa bà ơi, mình ở lâu lại bán bà ha? Ủa vậy năm rồi bà có bán trên đường Trần Quang Khải không? À, mong bà năm nay sẽ có luôn bán đắt như năm rồi. Thấy luôn. Dạ. Cái này đang giống như là quay sao thấy vậy đó. Dạ. Mình được nghĩ được. Đông ghê. Dạ, trong á. Tại vì qua dưới đấy đẹp, nó là lên hình lắm luôn. Quá trời. Đó. Nè, em đang đi nè. Rồi nó ấy nè. Dạ. Đó. Em đi à. Dạ không có dám đâu chú ơi. Đây quý vị. Ô nhìn cái vườn này quá trời đẹp à. Quá trời. Giờ này rất là phù hợp để chụp ảnh. Có rất là nhiều bạn đang ra đây chụp ảnh. Nắng xuyên rồi đó quý vị. Đây cái khu sân khấu đang được dựng ở ngoài này. Ở đây là những cái cây mai rất là to. Chị ơi, mình ở đâu để bán không chị? À, vậy là năm nay Bến Tre nhiều lắm. Em đi dọc miên này là Bến Tre không à? Ở đây có nhiều bạn cũng đang selfie tự sướng nè quý vị. Đây. Ở ngoài kia là các cô đang chụp hình. Đây là những cái cầu cây tắc nè quý vị. Ô nhìn ra ngoài kia nó quá trời đẹp. À. Dặn tôi vậy đó chứ cây mai mà.
Bác ơi mình ở đâu lại bán bác? Chỗ lên sạch chưa? Quà thêm dùm riêng. À tại bữa nay con hỏi nhiều bác thì ở Bến Tre Tà Đét rồi bán nhiều. Hồi năm rồi mình có bán ở trên đường em bán à đây đó. Dạ hình dạ không con đang quay phim đấy. Dạ dạ con cảm ơn con. Ở đây có khoảng 3 lô đang được bày bán các loại hoa cây kiểng Tết đó quý vị. Lô trước mặt chúng ta và lô kế bên và cái lô bên đây nữa nè quý vị. Ở đây có mồng gà nè, rồi vàng thọ, những cái cây này, cây tắc nè quý vị. Ở hai bên những cái mai cũng đang được đưa ra để mà bán nè quý vị. Mình ở đâu lại anh? À, Bến Tre anh ơi. À, vậy là năm nay Bến Tre lên đây bán đông á. À, nguyên cái lô này Bến Tre không? Dạ. Ồ, nguyên cái lô từ đây dưới đó, hả anh? À, đăng cai là lô Bến Tre. À, dạ. Y vậy là từ đây. Ủa, có bên kia không? Không, kia bên khu D này nè. Khu D này. Không, tại nãy em hỏi dưới toàn là cũng bà con thì mình không, Bến Tre không? Ở đây thì Bến Tre, đây ở dưới nữa. Dạ, đúng rồi. Khu này là Bến Tre. Dạ. Ở đây nắng chiều rất là đẹp, để tiện cho các bạn nào mà chụp ảnh hay là muốn tham quan gì đó. Đây là những cái gai tắc chịu quả hết trơn không quý vị. Có dịp thì quý vị có thể ghé để mà mua đây. Miên lô đê là của các bà con ở Bến Tre là lên đây đó quý vị. Dạ. Ở đây chúng ta có thể thoải mái để lựa những cái cây mai ưng ý, tại vì rất là nhiều mai, rất là nhiều các loại bông, vàng thọ, bông cúc, màu gà. Ở xa hơn nữa đó là quý vị nhìn thấy đó, đó là các loại hoa cúc đang được đưa lên
Cô mình ở đâu lại bán vậy cô ha? Ở An Giang chú. An Giang hả? À vậy là lô D là của Bến Tre, ở đây là của An Giang của mình. Ủa An Giang là mình ở huyện nào hay là mình ở Long Phú? À Long Phú hả chứ. Ủa năm rồi cô có bán ở bên đường Trần Quang Khải không? À dạ. Vậy là à vậy là cô bán ở Kiên Giang là mấy năm rồi cô ha? 2 năm rồi. À 2 năm rồi. Năm rồi bán được không cô? Được. À dạ mong năm nay cô cũng sẽ bán được nhiều hơn năm rồi. Dạ. Dạ. Dạ, cái này quay để mang quay bát nè. Cái má gì mà cứ quay lớn vậy á. Dạ. Tiến bộ thiệt nha. Dạ bây giờ tiến bộ lắm rồi. Dạ con đi à. Đẹp quá. Mua cây gì chân chơi đi. Đẹp thì mua cây gì. Cũng muốn mua lắm mà giờ đâu có bưng được. Cái xe chở về. Ở đây có tứ cây của Phú Cường nữa quý vị. Các thợ đang chụp rất là nhiều cái. Tất nghiệp sớm vậy anh? Ở đây có những cái con trang trí nè quý vị. Những cái khu nhà phố ở thương mại của Phú Cường đang được hoàn thành. Sau đây Lâm sẽ đi vào cái khu trung tâm của Phú Cường nha quý vị. Đây là những khu có cái trang trí, những cái hôm nay rất là đẹp quý vị, tại vì trời nó rất là có những cái cổng chào của Phú Cường. Đây cái màu rất là lên rất là đẹp quý vị, có rất nhiều các bạn đang chụp ảnh ở ngoài kia. Đây là khu trưng bày triển lãm bonsai cây cảnh. Năm nay có liên hoan nghệ thuật sinh vật cảnh năm 2018, chủ đề là Sương trên quê hương đó quý vị. Sau đây Lâm sẽ đi vào phía trong này để mọi người cùng theo dõi nhé. Đây là những cái cây cảnh đang được trưng bày nè quý vị. Rất là nhiều loại. Những cái cây vú sữa cũng đang được đưa lên. Những cái ngôi nhà của nông thôn ngày xưa đây. À, đây là cây sabo thì phải. Sabo rất là cổ quý vị. Đây cây vú sữa. Những cái cây mai rất là to. Cây mai trang trí rất là đẹp nè quý vị. Còn đây là hình biểu tượng của năm nay, hai con một miên một bầy luôn nè. Ở phía trong này ở đây miền Tây thì chúng ta sẽ biết tới những cái xuồng ba lá nè quý vị, những cái cánh đồng, những con đường và những cái cây cầu. Ở đây trong đây có
những cái mô hình thu nhỏ nè. Mấy năm trước thì có làm những cái đây những cái nôm nữa nè quý vị. Những cái nôm. Không biết là có bán không nữa. Ủa anh ơi, bữa nào chạy thử chương trình với anh? À dạ. Đây khu phải nói là rất là đẹp. Những cái đèn vào buổi tối. Đây quý vị. Đây là những cái góc rất là đẹp để mà chụp ảnh. Đây thưa quý vị. Đây là giai đoạn nước rút đang chuẩn bị hoàn thành đó quý vị. Đây phía trong nè, có những cái góc rất là đẹp để mà chụp ảnh. Đây. Trang trí rất là công phu. Những cái đèn rất là đèn đỏ. Xa xa mà quý vị nhìn thấy đó, trước đó là cây thông Noel, hiện giờ đang là cây mai. Được quán đổi rồi quý vị. Phía bên trước mặt của chúng ta đó là chợ đêm của Phú Cường. Ở đây là phía trước, ngay sau ngay cái bồn binh luôn nè quý vị. Hôm nay trời rất là đẹp tại vì cái màu của bầu trời. Đây, đây quý vị, trang trí rất là đẹp. Ở phía hai bên đó thì trang trí theo cái dạng vừa đối lập mà cũng có một phần khác nhau. Tại vì Tâm thấy ở bên tay trái thì có những cái trụ để mà trưng những cái bông cúc tại đó luôn. Nhưng bên phía bên tay phải của chúng ta thì nó chỉ các loại cây đèn lồng với những cái trụ với nhau. Đây nè quý vị. Đây. Bên đây. Sau đây Lâm sẽ đi ra vòng ở phía sau biểu tượng của gia đình cúng cưng nè, rất là đẹp. Giờ này thì cũng tập trung rất là nhiều người rồi. Đây cái bồn hoa ở giữa nè quý vị.
đó là những cái nét đặc trưng của miền Tây Nam Bộ, đó là nhà được lợp bằng những cái gai đóng gom nè quý vị, đặc rất là đặc trưng của miền Tây sông nước. Những cái lô cái kiệu đó quý vị, những cái cây chuối nè, đây rất là đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Ở đó có nhà cái vàng rồi. Xin cảm ơn quý vị. Lâm sẽ quay cụ thể hơn trong những cái dịp tiếp theo nha. Đây là không khí chuẩn bị ở phía sau của phía này, đó là chợ Hoa Xuân mà Lâm mới vừa đi rồi đó quý vị. Rồi xin cảm ơn quý vị. Thank you.